phòng trưng bày sơn mài Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ở một góc trang trọng, 5 bức tranh sơn mài nổi tiếng nhất của danh họ Nguyễn Tư Nghiêm được treo liền nhau. Con nghé quả thực, múa cổ, gióng, nông dân đấu tranh chống thuế và Xuân Hồ Gươm. Hình và nét của Nguyễn Tư Nghiêm là rất độc đáo, rất sáng tạo. Ở đấy người ta thấy được cái truyền thống văn hóa của Việt Nam, thấy được cái văn hóa được thể hiện ở đình làng Việt Nam và vốn cổ Việt Nam đã được ông triển khai trong ngôn ngữ tạo hình hiện đại ở những tác phẩm sơn mài. Nhắc đến Nguyễn Tư Nghiêm là nói tới tranh sơn mài, mảng chất liệu mà ông đạt tới đỉnh cao và có công đặc biệt trong việc đưa được màu xanh lục làm phong phú bảng màu sơn mài truyền thống Việt Nam lúc đó, vốn chỉ có những màu cơ bản là đỏ, đen, vàng và trắng. Nhưng ngay cả với đóng góp được xem như một cuộc cách mạng ấy, cùng khối tài sản hàng ngàn bức tranh mà ông để lại suốt 70 năm sáng tác của mình, Nguyễn Tư Nghiêm vẫn là một con người rất đỗi giản dị, kiệm lời. Đó là một con người mà rất là uyên bác. Cái tâm thức của người làm nghề, rồi cái nhân cách của người làm nghề, đó là một trong những cái mẫu mực. Thế hệ vàng cả về nghệ thuật và thế hệ vàng cả về nhân cách của người nghệ sĩ. Nguyễn Tư Nghiêm là một trong số rất hiếm họa sĩ khiến thế giới hiểu biết và yêu mến hội họa truyền thống Việt Nam. Ông đã đi đến tận cùng của truyền thống để tới hiện đại. Đó là những tìm tòi vượt xa những gì được học ở trường Mỹ thuật Đông Dương để tạo nên những bức tranh mà người xem nhìn vào biết chắc đây là tranh của người Việt Nam. Vĩnh biệt cây đại thụ cuối cùng trong bộ tứ Nghiêm Liên Sáng Phái. Xin cảm ơn ông, người đã mang hồn Việt ra thế giới bằng tranh.